Lại vậy ta? Mình thấy có một quả trứng gà đang nằm ở đây các bạn. Gì vậy? Mến chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại ở cặp bờ sông, thì tí nữa mình sẽ di chuyển lên cái ngôi nhà bị bỏ hoang này. Thì ngôi nhà bị bỏ hoang này lâu rồi mình không có đến đây ghi hình. Mình nhớ không lầm là cách nay khoảng cỡ 7-8 tháng trước mình đến đây mình ghi hình, mình đăng lên kênh lớn của mình các bạn. Thì lúc đó mình hỏi thăm bà con ở đây cũng sơ sơ thôi. Bà con nói là ở trong cái ngôi nhà bị bỏ hoang này á có một người mất. Ông đó làm công trình đó cả nhà. Thì hồi nãy mình có gửi xe bên quán cà phê đất giáp ranh phía bên tại chỗ mình ngồi các bạn. Thì mình được chị chủ quán chia sẻ thêm. Chị nói ngôi nhà này á họ bỏ rất là lâu rồi em ơi, ban đêm là chị không có dám dòm qua luôn á, chị sợ ma lắm. Tại vì quán của chị với cái ngôi nhà bị bỏ hoang á nó cách xa khoảng cỡ không được 50 mét nữa, bên quán nhìn qua dễ thấy lắm. Rồi nó có cái cửa sổ rồi dây đồ nó leo om tùm lắm các bạn. Thì gì vậy? Mới nghe cái sột ghê vậy trời. Chị nói là ở đây á cách này mấy năm về trước á chủ đất chủ cũ á là họ có một cái vườn dừa, rồi họ bán dừa nào cho những người mà họ đi mua dừa rồi họ bán lại đó các bạn. Thì cái ông mà ổng leo dừa mình nghe nói cũng không có lớn tuổi gì mấy, khoảng 30 mấy thôi. Không lẽ cha nội đó dọa mình ta? Thì chỉ nói là cái ông đó ổng leo dừa ổng bị rớt cả nhà. Ông đó ổng hy sinh tại vị trí mình đang ngồi luôn, là ở cuối miếng đất này. Miếng đất ở đây á là nó ở cặp bờ sông. Địa bàn ở đây là kêu bằng Bến Tre các bạn. Đó, bờ sông bên đây ha. Tí nữa mình sẽ ghi hình bờ sông cho quý anh chị và cô chú xem ha. Muỗi quá trời muỗi. Thì chị có kể thêm á chủ của ngôi nhà này là có miếng đất bề ngang khoảng trên 2 công các bạn. Ngày xưa con trai út của ông chủ nhà có một người bị mất, mới đi bộ đội về rồi họ bị tai nạn á, tai nạn xe họ mất. Chị gái bên đây cũng nói dễ thương lắm, mới đi bộ đội về đi chơi sao không biết bị tai nạn tội nghiệp quá. Rồi từ lúc đó cha của cái người mà bị tai nạn á ông mới bán miếng đất này và bán luôn cái ngôi nhà. Thì miếng đất đây á, thì được bán cho chủ khác, họ gìn giữ rất là cẩn thận, thậm chí là họ kè luôn ở dưới mé sông cả nhà, kè hết. Còn miếng đất bên kia cũng như là 2 công mấy mà chia ra làm đôi đó, đó các bạn. Miếng đất bên kia thì bán cho ông anh người miền Bắc cũng như là ổng làm công trình đường lộ á, rồi ông thấy đất rẻ quá ông mua, rồi sau này ông mới cho thuê lại cho một cái công ty nó san lấp mặt bằng á, rồi thuê không biết là bao năm bao nhiêu năm, nhưng mà đến một cái ngày mà họ trả lại á
là cái khu đất của ông hiện giờ là nó banh chành hết luôn, kiểu như công nhân mà họ giữ lâu quá rồi người thầu á không có công ăn việc làm bày ra cho họ làm á, rồi họ đói quá buộc phải cạp đất để bán, nhưng mà họ cạp dính luôn cái khu mộ cổ. Khu mộ cổ này là mình nghe nói là ông chủ đất này thấy cũng như là lớn lên là đã thấy ngôi mộ đó rồi các bạn. Mình nghe nói tới ba ngôi mộ cổ mà đá xanh xanh á, thì ông bán cho người khác rồi người khác làm gì làm, rồi sau này mấy người mà bị thất nghiệp ở trong công trình cạp luôn cả ngôi mộ đem đi bán luôn các bạn, ghê gớm không? Thì hiện tại mình ngồi ở đây cũng gần chiều rồi đó nha, nhưng mà tại sao lúc này ông trời ông nắng quá trời vẫn biết. Thì tí nữa mình sẽ di chuyển vào cái ngôi nhà bị bỏ hoang rùng rợn để xem thử hôm nay có may mắn gặp được vong linh nào hay không. Thì quý anh chị và cô chú và các bạn nhớ cho mình xin mỗi người một like nha cả nhà. Các bạn và cô chú nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng nhấn vào cái nút đăng ký kênh hoàn toàn miễn phí để mỗi khi mình đăng lên YouTube, quý anh chị và cô chú và các bạn xem ủng hộ mình ha. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng đồng hành với mình. Chị chủ đất chỉ nói trước kia mua bán đất này lời rồi, không chị mua chồng chê ở phía sau có người mất ở phía trước cũng vậy, thành ra họ không có xuống tiền các bạn. Đó, ở đó là bờ kè ha, bờ kè cặp mé sông luôn các bạn, dưới đây có lùm quá trời luôn. Ngày xưa là mình nhớ không lầm mình cũng có té dừa 2 lần nữa nha, mà cái lần đầu tiên á, là mình mới chỉ có 7 hay là 8 tuổi thôi. Thì cái bữa đó bạn của mình đó, bạn chung xóm thôi, họ đến nhà mình họ chơi, rồi mình hái dừa cho họ uống. Rồi bắt đầu mình leo cái lúc mà trời mưa ướt ướt á, rồi mình vớ vào cái bẹ mà lò thứ nó vàng vàng nó xanh xanh đó các nha, nó chuẩn bị rụng á, mình vớ vô. Mà cái dừa đó là nó cao khoảng cỡ 8 mét, mình rớt xuống cái hụt, trời trời mà nó hết biết luôn rồi, chắc chết quá qua không khỏi. Như vậy là bà nội của mình á đi chợ về, thì mấy cái năm đó ngày xưa là mình ở với bà nội các bạn, đi chợ về mới thấy mình bị té một cái phịch vậy đó, cái bà mới cứu mình lột quần lột áo ra hết luôn, rồi nhồi 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 cho mình thở là không thôi là mình chết. Ở đây có cái trái này mình cảm thấy nó cũng rất là thú vị các bạn, trái này là trái giải hay sao á, ăn thì không được, ngày xưa mình đã có thử rồi, tách ra nó cái sớ nó giống như cái miếng mà cầu á, cầu mà mình đá các bạn, mấy miếng mủ dẹp dẹp vậy đó. Ồ quá trời, cái nón mình để bên quán cà phê tiêu rồi. Chắc có thể mấy cây dừa mà ngày xưa cái ông mà bị té chắc người ta cắt bỏ luôn các bạn. Tới ngôi nhà mà nắng quá mình không ra nắng chịu nổi các bạn, để mình cố gắng chứ biết sao giờ. Hổm
cái gà đó, đi ghi hình ban đêm á, nó mát mẻ, nó khỏe. Ban ngày nắng quá chịu không nổi. Đó, có nhà thấy không? Những người mà họ thất nghiệp, họ ở đây họ cạp luôn cả đất, họ bán sạch sẽ hết. Ôi, nắng quá khủng khiếp. Ngôi nhà này hôm nay nhìn thấy ớn quá vậy ta. Không biết có nên vô hay không nữa. Quá trời. Cây cỏ lầm bụi không. Chị nói mấy bữa nay có ai bắt cá, không biết có ai vào hay không. Sao mình cảm thấy nó sùm phất quá vậy ta. Rồi gì vậy, có ông không? Có tổ mối nó đóng vào ngay chỗ cái đường mình leo lên luôn các bạn. Chắc có thể là mình lội xuống đây chắc cứu quá. Lời tới đây á, cảm giác nó bị sai sẩm các bạn, nó chóng chóng làm sao á, lạ lắm. Không biết có ong hay không nữa, sợ quá trời sợ luôn. Để mình bẻ cái gì đó mình đập. Mô Phật. Gì ghê ta. Nó con gì kia vậy? Quý anh chị có nghe con gì nó kêu không ta? Mình nghe hình như là con heo hay sao. Ồ, cái cửa bên đây các bạn. Nhưng mà nó sùm phất vậy nè. Lạ vậy. Mới vừa chuẩn bị vào cái ngôi nhà, cái nghe cái tiếng con heo nó kêu. Mấy cái lá cây mà nó mục mục á, nó nằm như thế này nè. Nhiều khi cái tổ ong rồi dẻ á, nó ngụy trang đó các bạn. Nếu mà mình không cẩn thận á, mình đạp lên cái tổ nó một cái là xong, tiêu luôn, khỏi ai cứu luôn. Quý da, tưởng nó ong chứ. Quý anh chị và các bạn xem cái cửa mà hôm nay á,
nó bị bít luôn rồi. Vậy có ong gì không? Rồi sao dữ thần vậy ta? Chắc chắn cái nhà này một năm 13 tháng luôn, không ai dám vào các bạn. Quá khủng khiếp. Xem thử trong này có ong gì nữa không. Hy vọng là không các bạn ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Ủa, ta tưởng nó ong chứ. Dán nhà nó đều. Đó, hồi nãy mình gửi xe bên cái quán bên đó đó các bạn. Được cô chủ quán chia sẻ. Như vậy là tính ra trong cái ngôi nhà bị bố quan này là mất hai người rồi. Miếng giường dừa phía sau mất người nữa là ba các bạn. Chỗ này mình ngồi á, những cái thứ này nè, cũng như là quần áo là của cái anh mà ảnh mất á, ảnh coi công trình đó các bạn. Ui, ra mồ hôi luôn. Ở trên cái nóc nhà mà làm gì có cái lỗ ta? Nó giống có giống như cái có một cái khúc cây nó chọt vào các bạn. Nhà này có gác đòn dông, cây đòn dông ở chính giữa rất là chắc chắn ha. Tường thì nó nứt như thế này á, nhưng mà mình cảm thấy nó nứt lâu rồi các bạn. Như vậy là ngôi nhà này ngày xưa làm cũng rất là chắc chắn, nhưng mà lý do tại mấy người họ con công trình đó rồi họ lấy đất lấy cát quá nhiều thành ra nó mới nứt. Đây là cái tủ ha, quần áo mà bỏ vô trong cái thùng mì luôn mới ghê chứ. Để mình xem á, thời gian gần đây coi có ai vào hay không ha. Lại cho ta, mình thấy có một quả trứng gà đang nằm ở đây các bạn. Không lẽ con gà nó vào nó đẻ ta? Nứt quá trời nứt. Trứng gà này là trứng gà công nghiệp các bạn, chứ không phải là trứng gà ta ha. Thì thường thường ở quê á,
những con gà của bà con mà nó đi lung tung beng á, là chỉ có gà ta thôi ha. Còn đây là mình thấy trứng gà công nghiệp. Như vậy là thời gian gần đây có ai vào đây họ làm những cái việc gì đó nó mang đến tâm linh các bạn. Để mình xem cái trứng gà này nó, ồ, bị bể rồi. Bể rồi ha. Vậy là cái dấu của họ đập bể ở bên đây các bạn. Mà lạ thật chứ ngôi nhà này mình cảm thấy gần đây có ai vào đâu. Mà cái trứng gà thì mình cảm thấy nó rất là mới luôn các bạn. Tại vì cửa nẻo rồi nó dây leo phủ kín luôn, hồi nãy mình giật ra muốn chết luôn á. Lạ thật. Cái này kiến tập dở, hình như là ngày xưa có em bé học hay sao, hay là những cái hóa đơn xe bán nhật tư này cả nhà. Còn cái chai này là chai gì ta? Chai nước lọc còn các bạn. Của ai vậy? Cửa sau. Cửa này cứng quá mở không được các bạn ơi. Trời ơi, bên ngoài thì cỏ nó mọc khủng khiếp. Nó lên khoảng cỡ 1 mét so với cái nền nhà này nè các bạn. Dán nhện. Quá to luôn các bạn ơi. Để coi đường nào họ bay ra cho khỏe ta. Nào, quý anh chị và cô chú có nghe không? Tiếng lập cập á. Vậy thôi bây giờ mình thắp cho họ một nén hương các bạn ơi.
tôi mời tất cả các vong hồn không may bị mất sớm đến hưởng nhang ha. Thì chị chủ quán á, chị có chia sẻ, chị nói á, ban đêm á, chiều mà tối là chị không bao giờ mà dám nhìn vào cái cửa này nè cả nhà. Nhà chị thì ở bên kia ha. Đó, nhà chị rất là xa, bị chói nắng quá. Chị nói nếu mà nhìn qua đây là chị sợ lắm. Bởi vậy chị không bao giờ dám nhìn qua đây các bạn. Còn chiếc xe của mình là đang đậu bển ha. Đó. Xa lắm á, tại vì cái máy của mình nó phóng á, phóng tới phóng lui nó gần. Gì vậy? Mình nghe một cái kịch và thêm một cái tiếng khóc nữa các bạn. Ai vậy trời? À, nếu mà ở trong cái ngôi nhà mà bị bỏ quên á, có vong hồn nào chưa siêu thoát còn ở quây quẩn ở trong nhà này thì hãy xuất hiện đi hả? Cái cây đó là cây gì vậy ta? Nãy giờ mình không có để ý các bạn. Cây đó ha. Để mình vào mình xem thử coi. Chắc có thể là ngày xưa họ dẫn điện hay sao đó cả nhà. Quá trời ra mồ hôi luôn. Cái ngôi nhà bị bỏ hoang này, nếu mà ban đêm mình đến trải nghiệm ngủ thử thách qua đêm chắc có thể là ấn tượng đó nha. Còn cọng dây này là cọng dây gì vậy ta? Ngồi chạy tôn này là tôn tiếp rô cả nha, cứ nghe cọc kẹt hoài luôn vậy. Cái dàn đà ở trên trước đó, nó bị gãy hết các bạn, do cái cục đất ở đây nó bị sập. Chứ ngày xưa ông chủ nhà này cũng rất là khá, mới cất được cái ngôi nhà cái này ha. Thì cái ngôi nhà bị bỏ hoang này á, quý anh chị và cô chú nhớ cho mình một cái ý kiến ha. Nếu mà đến đây trải nghiệm lúc ban đêm có nên hay không ha. Thì bây giờ mình đi về thôi ông bà cô chú ơi. Cảm ơn quý anh chị và cảm ơn cô chú đã xem video nha. Nhà này nếu mà mình ngủ qua đêm cũng rất là nguy hiểm cả nhà, nó bị nứt đổ trơn rồi. Máy bay cả nhà, bây giờ mình phải lội
như vậy nè.